Em nghe có con motor này 2,2 kW, tua nhanh, vòng tua 3440, 3460, điện 3 phá 2, 200V, 220V, Tokyo gia băng. Đây cái chốt của nó. Con này 1,4 triệu á. 1,4 triệu chứ có phí ship đó. Ai sai thì liên hệ em. Này về làm một phá thì phải qua trục vít nhé. Làm trục vít lại.